Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Phật Thanh Đường Về Bến Giác. Thưa quý vị, tuần lễ này trong chương trình Phật Pháp, chúng tôi xin được gửi đến quý vị một cái ý nghĩa liên quan đến mùa an cư kiết hạ. Mùa an cư kiết hạ là một cái nếp sinh hoạt có trong tăng đoàn từ thời Đức Phật còn tại thế. Như chúng ta biết rằng miền Trung Ấn chịu ảnh hưởng của hệ thống khí tượng gọi là monsoon, và một năm thì có ba mùa. Mùa nóng thì bắt đầu từ tháng 3 cho đến tháng 6 âm lịch. Mùa mưa, mưa rất nhiều, mưa dầm từ tháng 6 cho đến tháng 9. Và từ tháng 9 cho đến tháng 3 là gọi là mùa khô. Riêng ở trong mùa mưa thì là mùa mà nông dân trồng trọt. Và hầu như cây cỏ, côn trùng sinh sôi nảy nở rất nhiều. Và trong mùa này thì bởi vì thời tiết nên Chư Tăng và Đức Phật hạn chế việc đi lại để không dẫm đập côn trùng những cây cỏ. Và đồng thời như chúng ta biết rằng thời Đức Phật còn tại thế đó, thì đa số Chư Tăng hầu hết chỉ có một bộ tam y, và trời mưa mà ướt nó trở thành gì rất là bất tiện. Do đó Đức Phật ngài dạy Chư Tăng an cư một chỗ ở những nơi mà có am thất, có mái lợp. Và cũng với sự khuyến khích của Đức Phật, những người Phật tử như là ông Cóc Cô Độc và Quý Sa Kha, hay là vua Vinh Sa Vương, những người Phật tử thuần thành, họ tổ chức những cái buổi cúng dường trai phạm thực phẩm để Chư Tăng không đi khất thực mà có cái thực phẩm ở trong mùa mưa. Và thưa quý vị, về điểm này thì nó trở thành một cái phong tục truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi một năm như vậy đó, thì Chư Tăng luôn luôn an cư kiết hạ, tức là vào mùa hè ở một nơi liên tục ở trong 3 tháng. Ở trong 3 tháng này, ngoài cái việc mà hạn chế đi lại đó, thì Chư Tăng lại có cái dịp sống quây quần với nhau. Có những vị chuyên tâm để thực hành như hành thiền, bởi vì không có đi lại thành ra rất là tiện để tu tập thiền định. Có những vị học, như trường hợp là những đệ tử Phật hàng trăm hàng ngàn vị ở trong một ngôi chùa, và với sự có mặt của những vị giáo thọ như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài U Pali, thì quý vị các vị học kinh, học luật. Và bây giờ thì chúng ta có một cái địa dư rộng lớn vì sự có mặt của Phật giáo khắp năm châu, và có nhiều cái quy định thời xưa như là thời tiết hoặc giả là cái phương tiện đi lại đó nó tương đối rất là khác. Lấy ví dụ như là ngày hôm nay đó, thưa quý vị, có một vài nơi thì mùa mưa, ví dụ như chúng tôi đang ở Houston thì đó là mùa hè, thì ở tại Úc Đại Lợi đó lại là mùa đông. Nó đối lập với nhau giữa thời tiết của Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu. Và rồi khi mà đi lại bây giờ đó, thì ngày xưa thưa quý vị, đất đai, đồng cỏ, côn trùng, bây giờ thì hầu như là đi máy bay nhiều hay là đi xe, thì sự việc nó lại khác đi. Về điểm này thì chúng ta phải nói rằng sự ứng dụng Phật Pháp phải mang tính thực tế, và chúng ta cần hiểu rõ cái căn nguyên. Hầu hết các tôn giáo đều có một cái vấn đề mà hầu như người ta phải cân nhắc rất nhiều. Đó là xưa bài nay làm. Những cái phong tục nó mang thành nếp, thành truyền thống từ ngàn xưa. Có thể ở một cái thời điểm nào trong quá khứ, hoàn cảnh như vậy, thời tiết như vậy,
cuộc sống như vậy đó thì lại rất là cần thiết. Ngày hôm nay đó thì mình giữ lại những cái nếp sinh hoạt đó nhưng mà nó lại khác đi. Riêng với cộng đồng Phật giáo Việt Nam thì chúng ta thấy rằng bây giờ không phải chỉ có kiết hạ mà còn kiết đông, kiết thu, tức là có những lúc mà chư tăng tụ tập ở một chỗ để tu học vào mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, chứ không còn chỉ đơn giản là kiết hạ. Và đối với một số các chùa thì thưa quý vị, cái sinh hoạt mà khép kín vào mùa an cư tương đối rất là khó, bởi vì thời tiết ở bên đây như ở tại Hoa Kỳ nó không có chi phối bằng cái nếp sinh hoạt. Và nếu trong một ngôi chùa mà mùa an cư hầu như sống khép kín 3 tháng đó, thì tất cả những sinh hoạt của chùa nó trở ngại, và vì vậy cái sinh hoạt chùa nó phải ở trong cái tình trạng bình thường. Ở đây thưa quý vị, chúng ta cần nói một điều là riêng đối với Phật pháp thì Đạo Phật là một cái tôn giáo thực tiễn. Những gì mà người Phật tử thực hành theo lời dạy của Đức Phật nó không mang tính chất giáo điều, mà nó liên hệ đến những cái lợi lạc, nó lợi ích thiết thực ở trong đời sống này. Và bây giờ thì khi mà chúng ta đề cập đến mùa an cư kiết hạ, từ vừa rồi chúng tôi cũng có nói một phần trong bản tin tức đó, đó là có một số các quốc gia Phật giáo nhưng cái mùa an cư kiết hạ của chư tăng đó thì người Phật tử cũng có một số cái sinh hoạt gắn liền, thí dụ như là tu gia duyên 3 tháng trong chùa, hay là họ phát nguyện là trong 3 tháng họ không có uống rượu, không có bán rượu, hoặc giả là ở trong 3 tháng đó thì thưa quý vị, người ta đi vào trong chùa để sinh hoạt tu học hơn là có những cái lễ hội ồn ào huyên náo. Thì bây giờ chúng ta thấy một điểm là nhân sự tục sự, có nghĩa là mặc dù những cái nếp sinh hoạt đó trong quá khứ rất là lợi lạc, nhưng mà với hiện tại trong cái hoàn cảnh được áp dụng hiện nay thì nó cũng tùy thời tùy xứ. Dù sao đi nữa thì thưa quý vị, chúng ta đọc kỹ lại ở trong kinh điển Phật giáo đó thì Đức Phật Ngài không có đặt những vấn đề như an cư kiết hạ trở thành một cái giới luật mà nó quá nặng, mà ngay cả Đức Phật Ngài trước khi viên tịch Niết Bàn cũng có để lại di giáo, đó là chư tăng có thể uyển chuyển cho tới thích hợp với tùy thời tùy xứ. Chúng tôi nhắc về ý nghĩa mùa an cư ở tại đây thì thưa quý vị, muốn đề cập đến một cái việc, một cái khía cạnh mà tương đối tất cả chúng ta cần suy nghĩ rất là nhiều khi áp dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày, là Phật pháp vốn dĩ chú trọng nhiều vào sự tu tập, chú trọng nhiều vào lợi lạc, nhưng mà rồi đem ứng dụng thì phải nhận rằng Phật giáo đã hòa quyện vào phong tục tập quán tùy thời tùy xứ. Hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập đến ba cái phong tục ở cả tại các quốc gia Phật giáo mà thưa quý vị, có thể nói rằng nếu quý vị nào đi về các quốc gia Phật giáo Nam truyền, quý vị sẽ có dịp để thấy. Ví dụ như là ở tại miền Đông Bắc của Thái Lan hay là ở Lào thì khởi đầu mùa an cư người ta thường làm những cái ngọn nến, những cây nến mà chúng ta gọi là đèn cầy. Những cây nến này thưa quý vị, nó không phải nhỏ bằng cườm tay mà thực sự nó lớn bằng cột nhà vậy đó. Và ngày xưa là những cây nến này được thắp xuyên suốt trong mùa an cư, cao hơn người thật của mình, và nó thắp sáng như vậy trong suốt 3 tháng hạ. Bây giờ ở tại Hoa Kỳ thỉnh thoảng một vài ngôi chùa Lào đó thì xảy ra sự việc là khi mà thắp đèn mà không có người canh giữ nó tạo ra hỏa hoạn, và chỗ chúng tôi biết ít nhất là đã có 3 ngôi chùa bị cháy. Và do vậy người ta đã nói rằng tới mùa an cư thì nên có những ngọn đèn để đi tiếp tục cái truyền thống là để nhắc nhở về mùa an cư, nhưng mà không nên thắp lên, và đặc biệt không nên giữ lúc nào cũng sáng suốt cả 3 tháng hạ, tại vì nó đề phòng hỏa hoạn. Thì kể ra cũng là một việc mà
rất là thú vị để chúng ta biết về một cái phong tục rất là quen thuộc thời xưa, nhưng ngày hôm nay người ta thường xét lại. Ở một vài nơi khác, thưa quý vị, ở tại Tích Lan, người ta có một cái phong tục là người Tích Lan họ tin rằng thời Đức Phật còn tại thế, vào mùa An Cư Kiết Hạ, thì người Phật tử như là ông Cấp Cô Độc, và Visakha và nhiều cư sĩ hữu tâm thường thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà trai tăng ở trong 3 tháng mùa An Cư. Và Tích Lan là một xứ Phật giáo duy nhất mà người ta vẫn muốn tái diễn lại cái hình ảnh là Đức Phật Ngài đến nhà của những người cư sĩ để nhận thức ăn khất thực và thọ trai. Và như vậy 3 tháng mùa An Cư, họ mỗi ngày họ có những cái thực phẩm ở trong nhà, rồi họ để vào trong một cái mâm rất là trang trọng, họ phủ tấm vải trắng lên và để trước bàn Phật để cúng dường lên Đức Phật mùa An Cư. Ngày hôm nay thì thưa quý vị, phong tục đó còn rất là phổ thông ở tại Tích Lan. Riêng ở tại Miến Điện thì vào tới mùa An Cư, thì thưa quý vị, là cái mùa mà người ta đi làm ngoài đồng ngoài ruộng, và trong thời gian làm đồng làm ruộng này đó, thì có một vài thị trấn, một vài nơi người ta có cái phong tục là hồi hướng phước đến cho chư thiên để hộ trì mưa thuận gió hòa. Lấy ví dụ như là chúng ta biết được là ở Việt Nam chúng ta có phong tục thờ thổ địa, thờ bà Chúa Xứ và Thánh Mẫu, thì ở các quốc gia Phật giáo như Miến Điện thì họ phong tục thờ chư thiên. Và trong 3 tháng đó thì những người nhà nông họ làm cách nào đó mà mỗi ngày có thể đi làm phước để hồi hướng cho chư thiên, để mong cầu là năm đó thời tiết được tốt, mưa thuận gió hòa, và tạo ra cái lợi thế cho việc canh tác được nhiều hoa lợi, huê lợi trong cái công việc ăn, việc làm, công việc đồng áng. Đây là một vài ví dụ mà chúng ta thấy rằng cái phong tục tập quán đó là một cái sự kết cấu giữa thiên nhiên, chúng ta nói đến thời tiết, nói đến mùa màng, và nói đến tôn giáo là chúng ta nói đến những niềm tin và chuyện tạo phước cũng nhiều, và chúng ta cũng nói qua đó là văn hóa. Và vì điều này nó tạo thành một bức tranh rất là sinh động cho đến ngày hôm nay, thì thưa quý vị, nó vẫn còn là một cái bài học lớn cho chúng ta thấy rằng đối với tất cả các quốc gia Phật giáo thì không có quốc gia nào hoàn toàn giống quốc gia khác. Mỗi quốc gia đều có một cái sắc thái văn hóa riêng, từ khoa văn họa tiết ở các ngôi chùa, từ cái nếp sinh hoạt hàng tuần hàng tháng, và ngay cả trong đời sống tu học cũng có rất nhiều những dị biệt. Đối với người Phật tử thì chấp nhận những cái dị biệt này như là một điều tất nhiên. Dù sao đi nữa thì chúng ta biết rằng đạo không phải chỉ chuyên chở bằng sự tu tập, mà đạo còn được chuyên chở qua văn học, nghệ thuật, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng. Và chúng ta mong rằng mùa mưa năm nay cũng như nhiều mùa mưa của những năm về trước, của nhiều thế kỷ về trước, xuyên suốt trong 2.500 năm qua trong lịch sử của đạo Phật, người Phật tử sẽ gặt hái được những lợi lạc từ cái những phong tục tập quán mà qua đó gắn liền đối với đạo, gắn liền với đời sống tâm linh. Chúng tôi xin kết thúc phần pháp trong tuần này ở tại đây. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đường Về Bến Giác bản tin Phật giáo trong tuần. Thưa quý vị, ở trong cộng đồng Phật giáo thế giới có một vấn đề luôn luôn là nhức nhối và người ta nói rất nhiều nhưng mà chưa ai biết là rốt cuộc sẽ đi về đâu. Đó là vấn đề của Phật giáo Tây Tạng ở trong sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Bắc Kinh. Tháng 5 vừa qua, ông Brandtin, đại sứ Hoa Kỳ, đã làm một chuyến đi, có thể nói rằng đầu tiên của một viên chức ngoại giao cao nhất của Hoa Kỳ đang làm việc ở tại Trung Quốc đến thăm Tây Tạng.
Ở trong chuyến đi này thì đại sứ Hoa Kỳ ở tại Trung Quốc đã được đến thăm những bảo tàng viện, những tu viện và tiếp xúc với một số những cộng đồng của Phật giáo Tây Tạng mà có lẽ chưa bao giờ một nhà ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ lại có được ở trong quá khứ từ trước đến giờ. Sau chuyến đi thăm này thì ông đại sứ Hoa Kỳ đã tỏ ra rất là nhiều cảm xúc và ông đã đưa ra lời kêu gọi, một lời kêu gọi mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước kia đã từng đưa ra nhưng mà lần này được lặp lại một cách khẳng định mạnh mẽ đối với chính quyền Cộng sản Bắc Kinh. Đó là Trung Cộng, chính quyền Trung Quốc nên có một cái đối thoại nghiêm túc với Đức Dalai Lama. Dĩ nhiên đây là một thông điệp mà có rất nhiều những người Phật tử Tây Phương, đệ tử của Đức Dalai Lama mong muốn. Và Đức Dalai Lama thì có ba điểm mà Ngài luôn luôn nhấn mạnh đối với cái cục diện hiện nay của Phật giáo Tây Tạng. Thứ nhất là Ngài mong mỏi rằng Tây Tạng sẽ có một cái quyền tự trị nhiều hơn, rộng rãi hơn ở trong cái chế độ cai trị của nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh. Và dĩ nhiên là sự việc mà Tây Tạng trở thành một quốc gia độc lập là một việc hầu như nó không còn thực tế, nó vượt ngoài khả năng bất cứ ai. Chính bản thân Đức Dalai Lama Ngài cũng không có đưa ra lời kêu gọi như vậy, mà Ngài chỉ muốn nhắm vào làm sao để có được thêm cái quyền tự trị của người Tây Tạng. Điểm thứ hai, mà nó cũng là một điểm mà Ngài lưu tâm rất là nhiều. Ở trong xuyên suốt nhiều thế kỷ, thì hiện tượng tái sanh của Đức Dalai Lama cũng như là các vị cao tăng Tây Tạng trở thành một điểm nhấn rất là quan trọng ở trong Phật giáo của riêng Tây Tạng. Nhưng mà hiện nay thì nó lại trở thành một vấn đề rất là rắc rối. Bắc Kinh thông qua Đức Ban Thiền Lạt Ma, gọi là Panchen Lama, đã tuyên bố về hậu thân của Đức Panchen Lama không có thông qua sự chấp thuận của Đức Dalai Lama. Và người ta nói rằng chắc chắn ở trong tương lai, khi Đức Dalai Lama hiện tại không còn nữa đó, thì Bắc Kinh sẽ đưa lên một hậu thân khác của Đức Dalai Lama. Thì hậu thân đó đó là sẽ làm việc cho Bắc Kinh, chứ không có chống lại đương đầu với Bắc Kinh như là Đức Dalai Lama hiện tại. Đó là vấn đề mà Đức Dalai Lama rất là quan tâm. Và Ngài đã từng tuyên bố rằng Ngài bản thân là vị Dalai Lama thứ 14 sẽ là vị Dalai Lama cuối cùng của Phật giáo Tây Tạng để làm thế nào đó mà chống lại, ngăn ngừa cái hệ quả mà chính quyền Trung Cộng đưa ra một hậu thân Đức Dalai Lama không nằm trong cái nguyện vọng chung của Phật giáo Tây Tạng. Và sau cùng thì Đức Dalai Lama mong mỏi cộng đồng quốc tế lưu ý nhiều hơn về sự tồn tại của một nền văn hóa mà đang bị mai một bởi vì những thay đổi hiện nay thiếu đi một cái chất liệu để duy trì cái nền văn hóa truyền thống. Tây Tạng vốn là một quốc gia của vùng núi nằm ở trên cao nguyên Thanh Hải và truyền thống của người Tây Tạng là sinh hoạt ở chung quanh các tu viện, các ngôi chùa và hầu như là những môn học văn hóa được duy trì trong các ngôi chùa. Và với sự kiểm soát hiện nay của chính quyền Bắc Kinh thì theo lời của Đức Dalai Lama, nền văn hóa Tây Tạng đang bị thế tục hóa và rất có nguy cơ để bị mai một ở trong một vài thế hệ. Nhiều thanh niên Tây Tạng đã không được giáo dục ở tại các ngôi chùa mà thay vào đó họ đi học những chương trình phổ thông và đặc biệt đã gửi sang Trung Quốc để học.
Và đây là vấn đề mà Ngài đặc biệt rất là quan tâm. Thưa quý vị, trong một bản tin khác của tuần này, chúng tôi muốn nói đến trường hợp của một người Phật tử Việt Nam, mà có lẽ bởi vì khi viết tên là không có đánh dấu, chúng tôi nghĩ rằng tên là Cường Lữ hay là Cương Lữ, là một người Việt Nam sống ở tại Hòa Lan và là học trò theo học với Hòa Thượng Nhất Hạnh. Vị này đã phổ biến một cái thông điệp, và thông điệp này đang lôi cuốn nhiều người ở tại Âu Châu. Đó là The Buddha's in Jail. The Buddha in Jail tức là tạm dịch là Đức Phật ở trong nhà tù. Thì thưa quý vị, xưa nay tất cả chúng ta đều nghĩ đến Phật là cao trọng, nghĩ đến Đức Phật là bậc giải thoát, Đức Phật là bậc vô thượng tôn. Bây giờ đưa ra cái hình ảnh mà Đức Phật bị giam ở trong tù là một điều không thể chấp nhận đối với nhiều người Phật tử Việt Nam. Nhưng mà cách nói này nó lại thu hút đặc biệt đối với một số những người Phật tử Tây Phương. Ở đây vị này sướng xuất ra một ý nghĩa là mỗi con người, mỗi chúng ta là một vị Phật. Và với cái Phật tánh có sẵn, thì vị Phật đó đang bị kềm chế hạn cuộc ở trong cái nhà tù của phiền não, nhà tù của vọng thức. Và vì vậy, làm thế nào để sống an lạc, làm thế nào để vị Phật ở trong lòng của chúng ta được giải thoát, được thắp sáng, thì đây là một ở trong những hướng đi mà rất là thực tiễn, rất là quan trọng. Dĩ nhiên đây là một cách nói mà chúng ta tạm gọi ở trong ngôn ngữ bình thường là một cách nói rất là lập dị khi mà đề cập đến một Đức Phật ở trong tù. Tuy nhiên về điều này nó đã tạo được sự chú ý của rất là nhiều người. Tại vì xưa nay họ nghĩ rằng một cái biểu tượng thiêng liêng của tôn giáo thì không nên nói như vậy. Nhưng mà quả thật đây là một ở trong những điều mà đang gây ra cái ảnh hưởng trong số những học trò của Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh. Và bản tin sau cùng của chương trình Tin Tức Phật Giáo tuần này, chúng tôi muốn đề cập đến một bài viết đăng trên một tạp chí Phật giáo tên là Tricycle. Ở trong bài viết này đề cập đến Phật giáo ở trong 40 năm tới. Năm nay là năm 2019. Và năm tới sẽ là năm 2020. Tác giả của bài viết này là một ký giả kỳ cựu, thường quan tâm đến sự phát triển của Phật giáo ở tại Hoa Kỳ. Tác giả này đã từ những cái dữ kiện hiện nay và đưa ra một dự phỏng là trong 40 năm tới, Phật giáo phải đối phó, phải đối diện đối với những vấn đề gì liên quan đến xã hội, liên quan đến phát triển về khoa học, kỹ thuật, liên quan đến sự thay đổi ở trong đời sống văn hóa, tâm linh. Ký giả của bài báo này nói lên một quan điểm của chính mình, đó là Phật giáo vốn có một cái khả năng thích nghi rất là thiện xảo, rất là tương đối uyển chuyển so với những tôn giáo khác. Khi Phật giáo trải qua nhiều văn hóa, nhiều cái giai đoạn lịch sử khác nhau, xuyên suốt trong vòng lịch sử của nhân loại. Một lợi thế khác của Phật giáo là Đạo Phật mang một thông điệp hoàn vũ, thông điệp về từ bi, trí tuệ, thông điệp về đời sống, nội tâm, thông điệp về sự tu tập thiền định, là những thông điệp mà hầu như một người Phật tử hay không phải Phật tử đều có thể đón nhận dễ dàng. Vị ký giả này cũng nói đến 40 năm tới, Đạo Phật có thể trở thành một cái thế để cân lại, để quân bình lại trước cái sự phát triển về vật chất, tiền bạc của một xã hội tiêu thụ. Và Đạo Phật cung ứng cho những người ý về đời sống tinh thần. Tuy vậy, ký giả bài báo này cũng đưa ra một số điểm rất là đáng bi quan. Bởi vì người Phật tử vốn ở trong cái quan niệm về tôn giáo thường không có khẳng định rõ ràng những cái niềm tin của mình qua những cái phương diện mà xã hội Tây Phương
đặc biệt là xã hội Thiên Chúa giáo thường khẳng định qua cái sinh hoạt chính trị, khẳng định qua cái nguồn máy pháp trị. Thí dụ như là quan niệm về ly dị, quan niệm về phá thai, ngừa thai và nhiều vấn đề xã hội khác, hầu như người Phật tử không có khẳng định là mình sẽ có một câu trả lời dứt khoát cho từng vấn đề thế nào. Bên cạnh đó thì Đạo Phật đề cập đến thiền định như là một sự một nếp sống lành mạnh nội tâm, nhưng mà tôn giáo ngày nay cũng như ngày xưa thường đặt đến cái giáo điều như là một sự bắt buộc. Trong lúc xã hội bây giờ đó, thì người ta thấy rằng con người càng lúc càng bỏ nhiều thời giờ hơn ở trên những điện thoại thông minh, ở trên cái hệ thống internet, và càng ít thì giờ cho đời sống tinh thần. Liệu rằng một cái phương cách đặt nặng lòng tự giác nó có tốt cho Phật giáo để duy trì những con người tin Phật, tu Phật hay không? Nó vẫn là một câu hỏi lớn. Riêng trong bài báo này thì khi mà đề cập đến Phật giáo trong 40 năm tới, thì vị ký giả của bài báo này cũng đặc biệt đề cập đến một điều, đó là sự trộn lẫn. Ở trong truyền thống Phật giáo có hai cái trường phái gọi là chủ lưu của Phật giáo, đó là trường phái Phật giáo phát triển hay là Phật giáo đại thừa, một thứ Phật giáo hòa quyện vào dân tộc, hòa quyện vào những cái nền văn hóa dị biệt khác nhau, và một nền văn hóa khác, một cái học phái Phật giáo quan trọng khác là Phật giáo nguyên thủy, cũng gọi là Phật giáo bảo thủ hay là Phật giáo căn bản, là Phật giáo luôn luôn muốn trung thành với những gì về hình thức cũng như nội dung liên quan đến một đạo Phật mà rất gần với Đức Phật, hay ít nhất là giống như thời Đức Phật còn tại thế. Thì ở đây một câu hỏi được đặt ra là với cái sự pha lẫn có những cái sinh hoạt về thờ phượng, về tu học, về thiền định mà nó trộn lẫn giữa những người Phật tử, không phải Phật tử, Đông cũng như Tây, cổ điển cũng như là hiện đại đó, thì Phật giáo, Đạo Phật nói chung và những người Phật tử nói riêng có khả năng để thích nghi, để chấp nhận và để có thể đi tới với một cái hành trang mà theo vị ký giả này là ở trong đó là một mớ hỗn độn, nó bao gồm đủ thứ. Có lẽ là bài báo này đưa ra những câu hỏi nhiều hơn là câu trả lời. Dù sao đi nữa, rất là đáng cho chúng ta chú ý là Phật giáo đã tồn tại xuyên qua nhiều nền văn hóa, nhiều quốc độ và trong nhiều thế kỷ. Nhưng mà có lẽ những gì Đạo Phật đang phải đối diện hôm nay và ở trong 3-4 thập niên tới, nó hoàn toàn khác biệt với những gì đã trải qua xuyên suốt hơn 2.500 năm qua. Và người Phật tử, đặc biệt là những người có trách nhiệm để duy trì Đạo Phật, không thể làm ngơ trước những thách thức này. Và người ta liệu rằng có tìm ra được một câu trả lời mà hữu dụng cho tất cả mọi trường hợp hay là tới đâu hay đến đó? Thì đây cũng vẫn là một câu hỏi rất lớn. Với bản tin này, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình phát thanh tuần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.